Xin chào các bạn, hôm nay Đăng Khoa Mobile xin giới thiệu đến các bạn mẫu điện thoại đang được yêu chuộng nhất hiện nay trên thị trường, đó là cây iPhone 6S Plus. Đây là chiếc hộp đựng cây 6S Plus các bạn. Đây, chiếc hộp là màu trắng các bạn, nó được thiết kế rất là tinh tế các bạn. Đây là rồi, bây giờ các bạn cùng kiểm tra với mình thử xem cây 6S Plus này nó như thế nào. Đây là cây 6S Plus này các bạn, nó gồm có là màu đen, màu hồng, màu vàng và màu trắng các bạn. Đi kèm với cây 6S Plus là gồm có những phụ kiện này. Các bạn cùng chơi này. Đây là cuốn sách hướng dẫn các bạn. Đây là tai nghe, cục sạc và dây cáp. Cái này là cục đi kiểm tra cây 6S của mình. Đây màn hình của nó là 5.5 nha các bạn. Nó được thiết kế bao phủ xung quanh là bằng nhôm này, viền nhôm này các bạn. Này là màu vàng gold nè. Giờ các bạn cùng đi kiểm tra máy của mình. Đây cái độ nhạy của máy rất là nhạy nè các bạn, cảm ứng rất là nhạy. Cái này cây 6S Plus này nó chạy trên giao diện của iOS 9.3 và hệ điều hành là Android. Bây giờ các bạn kiểm tra camera với mình. Hình ảnh rất là rõ nét đúng không các bạn? Nó có hai camera, camera trước là 5 chấm, camera sau là 16 chấm các bạn. Ở giờ mình có tải thêm một phần mềm đó là CPU Z để các bạn kiểm tra về thông tin của máy. Máy này là gồm có RAM 3GB và chip 8 nhân. Rồi, bây giờ các bạn cùng phần bài tập của mình. Cái iPhone 6S này nó có một chức năng đặc biệt, đó là nhận diện bằng mẫu bằng dấu vân tay nha các bạn. Đây dấu vân tay này các bạn. Với cấu hình là 5.5 với những chức năng rất là đa dạng thì bạn là tha hồ chơi game này, lướt web, nghe nhạc và đọc báo miễn phí nữa. Với giá chỉ với 2.6 triệu, những chức năng và cấu hình như vậy thì các bạn rất là ok đúng không? Các bạn mà muốn có biết thêm một số chi tiết gì thì hãy liên lạc với mình qua số điện thoại là 0975 101 407, hoặc là qua Weibo, Zalo và Facebook, mình sẽ sẵn sàng tư vấn thêm các bạn. Và theo đánh giá của bản thân mình thì với phiên bản mới nhất của Đài Loan này thì với phiên bản rất là giống 99% so với máy chính hãng, thì các bạn đến Đăng Khoa Mobile test máy chắc các bạn sẽ hài lòng. Và mình rất là mong là sẽ gặp lại các bạn sớm. Chương trình giới thiệu về chiếc iPhone 6S của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn.